Chiến thần thánh y đường tuấn chương 2371 Bái kiến lão tổ tông Thằng con ngỗ nghịch này Chấm làm sao lại mù mắt mà giao ly phiến cho nó chứ Vốn dĩ ông ta giao ly phiến cho ly thanh kiếm Là muốn bảo vệ tính mạng cho những hoàng tử khác Nhưng bây giờ ly thanh kiếm lại muốn dùng ly phiến Giết chết tất cả hô hoàng tử trong bí cảnh Loại thủ đoạn này quả thực khiến người ta căm phẫn Thần đế nổi giận Nhưng ông ta bó tay hết cách bởi vì bí cảnh tự biến thành một thế giới nhỏ, ông ta không thể can thiệp. Đều là chấm sai, thần đế chán nản, trong lòng vô cùng hối hận. Trong bí cảnh, biển lửa vô tận bốc lên, thiêu đốt hư không, một cảnh tượng không khác tận thế. Đông đảo hoàng tử đều sợ hãi đến xanh mặt, vô cùng khiếp sợ. Quá điên cuồng. Trong lòng chúng hoàng tử đều có suy nghĩ như vậy, ly thanh kiếm thật sự muốn giết chết tất cả bọn họ ở đây trong bọn họ không thiếu người vẫn luôn đi theo ly thanh kiếm nhưng lúc này ly thanh kiếm cũng mặc kệ anh dược là tôi hại anh ly thanh trần áy náy nói với đường tuấn audio điện tử võ tấn bền trong lòng đường tuấn cũng khẽ chấn động không ngờ ly thanh kiếm vậy mà sẽ điên cuồng đến mức này anh đã nghĩ đến rất nhiều cách nhưng không có cách nào có thể giải quyết nguy cơ trước mắt nếu như dị thú màu vàng trưởng thành tới trình độ nhất định có lẽ có thể mạnh mẽ phá vỡ không gian phong tỏa nhưng bây giờ năng lực dị thú màu vàng còn chưa đủ lần này đường tuấn thật sự đang cảm giác được nguy cơ sống còn thực lực vẫn quá yếu trong lòng đường tuấn cảm thán ngân hà trung ương quá rộng lớn trôn giấu sự nguy hiểm không đếm hết chỉ một phương khí bị thôi thúc lập tức có thể khiến cho anh rơi vào đường chết chuyện này khiến cảnh cảnh giác anh càng muốn nhanh chóng tăng cao thực lực nghiệp chướng nó còn muốn phá hủy bí cảnh lão tổ ta tự tay xây dựng ra. Ngay lúc biển lửa sắp hoàn toàn bao trùm bầu trời, một giọng nói căm phẫn đột nhiên vang lên trong trời đất. Giọng nói vang lên, biển lửa vốn dĩ còn phải tiếp tục lan tràn đầu tiên bỗng ngừng lại, sau đó nó bắt đầu thu lại với tốc độ nhanh chóng. Trong thời gian ba hơi thở, biển lửa khủng bố giữa trời đã biến mất không còn dấu vết, bầu trời lại trở nên quang đáng. Một bóng hình già nua xuất hiện giữa trời. Đó là một lão già mặc trường bào màu đen, trên tay áo trường bào có hình vẽ ngọn lửa, vị trí phần lưng trường bào lại thêu một con chu tước dương cánh bay lượn. Ông lão chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt già nua, trên người ông ta tỏa ra khí thế đáng sợ, giống như chỉ cần một suy nghĩ của ông ta thì thế giới này cũng sẽ hủy diệt theo. Trong cung điện ngoài bí cảnh, thần đế khiếp sợ nhìn ông lão xuất hiện trong cổ kính, ông ta vụt một phát quỳ xuống, run rẩy nói: "Lão tổ." Trong cung điện những đại thần khác cũng quỳ xuống theo rồi cùng lên tiếng, bái kiến thủy tổ. Bí cảnh tự hóa thành trời đất, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nhưng khi thần đế và các đại thần quỳ xuống, ông lão trong bí cảnh ngẩng đầu nhìn lên hư không nói, ông là thần đế nhiệm kỳ thứ mấy? Ngoài bí cảnh, thần đế đáp, bẩm lão tổ, con là thần đế Ly Thương nhiệm kỳ thứ 15. Trong bí cảnh, ông lão lạnh lùng rên một tiếng, Ly Thương, ông thật to gan. Vì lòng riêng của bản thân lại bắt người ta mang ly phiến giả, hơn nữa còn là một hậu bối tính cách điên cuồng như vậy, ông muốn phá hủy bí cảnh mà ta sáng tạo này à? Chương 2372, vẫn xem như cậu thức thời. Những hoàng tử khác cũng quỳ xuống rồi hét lên, bao gồm cả Ly Thanh Trần trong đó. Thần đế cúi đầu nói, biết tội. Ông lão nói, biết tội là tốt rồi, việc này do ta xử quyết, ông có ý kiến gì không? Thần Đế nói, không có. Ông lão nói tốt. Nói xong ông lão phất tay áo một cái, trong cổ kính nhất thời trở nên hoàn toàn mơ hồ, đám người thần đế cũng không nhìn thấy chuyện xảy ra trong bí cảnh nữa. Lúc này thần đế mới thở dốc một hơi, sợ hãi nói, không ngờ lão tổ lại còn giữ lại một ý niệm trong bí cảnh. Ngay cả chỗ dựa lớn nhất là ly phiến của anh ta cũng không hề có chút tác dụng nào trước mặt ông lão thì có đoán ra được thực lực của ông lão tuyệt đối hơn anh ta vài cấp bậc mình là hỏa linh thể trời sinh cho dù trong thần triều cũng rất hiếm thấy mình chẳng qua bị ma quỷ ám ảnh hơn nữa cũng không có gây ra thương vong lão tổ nhiều nhất dạy dỗ tôi vài câu sẽ không thật sự giết mình ly thanh kiếm vừa quỳ vừa thầm nghĩ trong lòng ông lão nói có phải cậu cảm thấy cậu là hỏa linh thể ta không nỡ giết cậu không ly thanh kiếm chấn động ánh mắt ông lão giống như thực sự nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh ta anh ta vội cúi đầu nói không dám chỉ hy vọng lão tổ tông giữ lại cho tôi một mạng, tôi sau này nhất định sẽ cố gắng sửa đổi, cống hiến cho hoàng triều." Ông lão lắc đầu, cười lạnh nói, "Cậu tự nhận là hỏa linh thể rất đáng gờm, nhưng trong mắt ta hỏa linh thể không khác gì cơ thể bình thường. Nếu như ta thật sự để ý tới rồi rút hỏa linh thể của ngươi ra, lại chuyển cho một người khác không phải." Ông ta vừa nói xong, cả người Ly Thanh Kiếm đột nhiên run rẩy. Lúc này anh ta mới hiểu anh ta đánh giá bản thân quá cao cho tới nay thân phận hỏa linh thể của anh ta chính là bảo bối trong mắt tất cả mọi người của Hoàng Triều Chu Tước, cho nên anh mới hiển nhiên tưởng rằng ông lão sẽ không chừng chỉ anh ta nghiêm khắc. Anh ta quên mất ông lão này chính là thần thể Chu Tước, nào sẽ để hỏa linh thể vào trong mắt. Lấy huyết mạch ra. Nghe được bốn chữ này, Ly Thanh Kiếm lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh sông thẳng từ xương đuôi lên. Đúng thế, đại năng giả đều có thủ đoạn thần bí khó lường, lấy huyết mạch ra gắn cho người khác cũng không khó nhưng vậy hoàng triều chu tước chỉ tổn thất một ly thanh kiếm nhỏ bé không đáng kể mà hỏa linh thể vẫn giữ lại lão tổ tông tha mạng lão tổ tông tôi không dám nữa ly thanh kiếm không ngừng dập đầu anh ta rốt cuộc đã hối hận rồi hai muộn rồi thần triều chu tước ta vất vả lắm mới có một vị thần thể chu tước cậu không biết bảo vệ còn muốn diệt trừ cậu ta cậu có từng nghĩ tới tương lai của hoàng triều chu tước sao ông lão nhẹ nhàng nói Ông ta giơ tay túm lấy Ly Thanh Kiếm trong hư không kéo về. Bùm, cả người Ly Thanh Kiếm nở tung thành một vũng xương máu nhuộm anh ta thành huyết nhân. Ly Thanh Kiếm không ngừng hét thảm thiết, nhưng vốn dĩ chẳng có ích gì. Thủ đoạn của ông lão thật đáng sợ, lấy huyết mạch của anh ta nhưng không tổn hại đến tính mạng anh ta, Ly Thanh Kiếm có thể cảm giác được rõ ràng nỗi đau khổ này. Cuối cùng xương máu trên đỉnh đầu Ly Thanh Kiếm hội tụ thành một viên máu to bằng nắm tay trong máu không ngừng hiện lên ánh lửa, giống như một ngọn núi lửa dung nham cỡ nhỏ. Viên máu này chính là tinh huyết chính của Hỏa Linh thể, chỉ cần có người hòa tinh huyết này vào người thì có thể trở thành Hỏa Linh thể. Rất nhiều hoàng tử phía dưới thấy thế, ánh mắt cũng khiếp sợ không thôi. Tu Vi ông lão quá khủng bố, loại thủ đoạn này quả thực bọn họ chưa từng nhìn thấy. Ngay cả thần đế bệ hạ hiện nay cũng không làm được, Tu Vi ông lão này sợ rằng đã vượt qua cảnh giới đỉnh cao động hư. Ly Thanh Kiếm cũng không chết, mất đi tinh huyết hỏa linh quả, cảnh giới của anh ta trong nháy mắt rớt xuống cảnh giới hóa thần hậu kỳ, thậm chí còn có xu thế tiếp tục rớt xuống. Hơi thở của anh ta vô cùng uể oải, ánh mắt tuyệt vọng. Chương 2373, cháu chào cụ tổ Chu Tước. Làm xong tất cả những chuyện này, ông lão mới nhìn Ly Thanh Trần, khuôn mặt lãnh đạm tươi cười, nói cháu giỏi lắm. Lâu lắm rồi Vương Triều Chu Tước mới có được một thế hệ trẻ miễn cưỡng coi được như cháu, giọng nói của ông lão đột nhiên dừng lại, một lúc sau, ông ấy nói tiếp, vì cháu là thần thể chu tước, nên cháu có tư cách nhận được truyền thừa của ta. Ông ấy phẩy tay áo. Cả hai đồng thời biến mất. Phù, phù. Mọi người thở ra một cách nặng nhọc, cảm giác như được sống sót sau tai nạn. Các anh em, xem ra vị trí quán quân của cuộc thi này đã được định đoạt rồi. Có người nói. Mọi người cười khổ, thần thể chu tước của Ly Thanh Trần ngay cả cụ tổ cũng khen ngợi, hơn nữa nhìn tình hình xem ra Ly Thanh Trần sẽ tiếp nhận nhận truyền thừa của cụ tổ rồi. Ai dám còn nói rằng Ly Thanh Trần không phải quán quân đây? Nếu anh 13 đã là hãng nhất rồi, vậy chúng ta không cần thiết phải chiến đấu nữa. Bí cảnh này có chút thần kỳ, đúng lúc chúng ta cũng đi dạo một vòng trong bí cảnh đi, nói không chừng có thể tìm được viên chu tước hỏa linh quả thứ hai đấy một người nào đó thốt ra một đề nghị và những người khác ngay lập tức đồng ý. Anh Bảy, về chuyện lúc trước, khi chúng ta rời khỏi bí cảnh, nhóm anh em chúng ta sẽ cùng anh đòi công đạo. Một người khác nhìn vẻ mặt kinh hồn bạt vía của Ly Thanh Kiếm, lạnh lùng nói. Cảm nhận được sát khí của rất nhiều hoàng tử, Ly Thanh Kiếm dùng mình. Anh ta bây giờ đã không còn là hỏa linh thể nữa rồi, những người này làm sao còn có thể sợ anh ta. Hơn nữa, cho dù những vị hoàng tử này đi ra ngoài không gây phiền toái cho anh ta, e rằng thần đế bệ hạ cũng sẽ không tha cho anh ta. Bác sĩ vào cùng với anh 13 thì sao? Lúc này, có người phát hiện Đường Tuấn cũng đã đi rồi. Hình như anh ta cũng bị cụ tổ mang đi luôn rồi. Tên này thật là may mắn, phỏng trường là anh 13 thâm lây mới có thể được cụ tổ mang đi theo. Không ngờ anh Tuấn không chỉ giỏi y thuật mà còn có ánh mắt rất tốt thật sự có thể đi theo em 13. Một đám người cười nói, bọn họ đều cảm thấy Đường Tuấn rất may mắn khi đi theo Ly Thanh Trần. Mà lúc này, ở trên đỉnh của siêu núi lửa. Nhìn xuống dưới, từng dòng dung nham màu đỏ sậm đang cuồn cuộn chảy, tỏa ra nhiệt độ đáng sợ, hơi nóng khiến cho không gian có dấu hiệu biến dạng nhẹ. Ở giữa dòng nham thạch nóng chảy có một bệ đá, Ly Thanh Trần đang ngồi xếp bằng trên đó, mắt nhắm nghiền, đang hấp thu các tia lửa từ trong dòng nham tương ông lão và đường Tuấn đang lơ lửng trên đầu của Ly Thanh Trần, nhìn xuống. Cháu chào cụ tổ Chu tước, đường Tuấn cung kính nói. Anh vừa nghĩ trong đầu một cái thì tiểu kim trong huyệt thái dương và tiểu thanh trong linh hồn vội thu khí tức lại. Ông già trước mặt tuyệt đối là một trong cường giả đáng sợ nhất anh từng gặp, thậm chí còn mạnh hơn nhân vật trong nguyệt cung. Nhóc con đến từ địa cầu nhất mạch, ông lão nói. Con người của đường Tuấn đột nhiên co rút lại, nhưng trong chốc lát đã trở lại bình thường. Anh cười, nói của tổ chu tước, cháu không biết ông nói vậy là có ý gì. chương 2374, hưởng thụ thật tốt đi. Nụ cười trên mặt ông lão càng ngày càng đập, ông ấy nhìn đường tuấn dí dỏm nói, cậu có phương pháp che giấu khí tức rất tốt, nếu đổi thành người khác, e rằng thực sự không nhìn ra. Nhưng ta có một mối liên hệ sâu sắc với địa cầu nhất mạch của cậu, cậu không gạt được ta đâu. Nhóc con, còn muốn tiếp tục ẩn giấu sao? ánh mắt đường tuấn lóe lên, trong lòng thở dài một hơi. Thực lực của cụ tổ chu tước trước mắt hơn anh rất nhiều, hiện tại lại xác định được anh là người của địa cầu, cho dù có cái lại cũng vô dụng. Anh lần nữa thực hiện nghi lễ địa cầu nhất mạch, nói ông thật là uyên bác, quả thật cháu là người đến từ địa cầu nhất mạch. Nói rồi, anh buông tiểu thanh và tiểu kim dùng để phong tỏa khí tức của mình. Ông ấy hơi nheo mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ hồi ức, nói thật sự đã lâu. Đường Tuấn bình tĩnh nhìn ông ấy, hỏi: "Ông đi cùng cháu về địa cầu nhất mạch chứ ạ?" À? Ông ấy nói: "Cậu không sợ ta là kẻ thù của địa cầu nhất mạch à?" "Sao lại có thể bình tĩnh như vậy?" Đường Tuấn nói: "Với thực lực của ông, giết cháu chỉ là chuyện trong suy nghĩ." Ông lão nói: "Cậu nói đúng rồi đấy." Đường Tuấn xấu hổ cười, mặc dù anh biết những gì ông lão nói là sự thật, nhưng không hiểu sao ông lão lại nói ra như thế này, trong lòng anh chợt có chút lo lắng. Ông lão nói, ta đối với địa cầu nhất mạch đúng là có chút giao tình, thậm chí lúc trước phương triều Chu Tước được sáng lập cũng liên quan rất nhiều đến địa cầu nhất mạch các cậu. Về phần cụ thể nó là cái gì, thì trước mắt với thực lực của cậu còn chưa đủ tư cách để hiểu rõ đâu." Đường Tuấn trịnh trọng nói, "Vậy xin hỏi ông, cháu cần đạt tới loại thực lực nào?" Ông lão suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời, "Chờ đến khi cậu sẽ không dễ dàng bị giết bởi một chút ý nghĩ của ta." Đường Tuấn cứng họng. Ông lão đột nhiên nghiêm nghị nói, anh bạn nhỏ, cố gắng lên. Bây giờ địa cầu nhất mạch các cậu có rất nhiều kẻ thù, trong đó còn có vài nhân vật đáng sợ mà ngay cả ta cũng phải ngước nhìn. Cậu đã đến chỗ này của ta, với tư cách là một người đi trước, dù sao ta cũng nên tặng cho cậu vài thứ. Vừa dứt lời, trước mặt ông lão đã xuất hiện hai thứ đồ vật, đó là chu tước hỏa linh quả và tinh huyết hỏa linh thể. Nham tương núi lửa này chứa đựng ba giò tinh hoa huyết mạch của ta, là ta chuẩn bị cho hậu duệ của vương triều, có thể rửa sạch căn cốt của họ. Ta xem cậu đang sắp đột phá, vừa khéo giúp cậu một chút. Nói xong, chu tước hỏa linh quả cùng tinh huyết hỏa linh thể rơi xuống nham tương bên dưới. Nhiệt độ vốn dĩ nóng bỏng không gì sánh được của dung nham lại tăng lên rất nhiều, cho dù cách xa, Đường Tuấn cũng cảm thấy quần áo của mình như sắp bốc cháy. "Thưa ông, thế này là sao ạ?" À? Đường Tuấn do dự ông lão cười khà khà nói, hưởng thụ thật tốt đi. Âm một tiếng, một lực rất lớn đè lên vai đường Tuấn. Bụng dưới anh bỗng nhiên đau quặt, ngay lập tức ngã xuống nham tương. chương 2375, Tha Mạng. Đường Tuấn vốn là ở giai đoạn giữa của cảnh giới hóa thần, sắp đột phá ngưỡng cửa giai đoạn sau của cảnh giới hóa thần. Khi những khí thức này tràn vào huyệt đạo của anh, ngay lập tức đột phá đến giai đoạn cuối của cảnh giới hóa thần. Không chỉ vậy, khí tức của anh còn được cải thiện vững chắc hơn. Linh lực hấp thụ qua mỗi khí tức có thể so sánh với linh lực của người khác tu luyện khổ hạnh mấy ngày. Trước tiên không nói đến chu tước hỏa linh quả, chỉ riêng tinh huyết hỏa linh thể đã là thánh dược tối cao không gì sánh bằng. Nó chứa đựng quá trình tu luyện khổ hạnh không biết bao lâu của ly thanh kiếm có thể tạo ra một hỏa linh thể khác. Ngay cả thánh địa vương triều cũng không thể dùng bảo vật này cung cấp cảnh giới hóa thần. Lúc này đường Tuấn mới hiểu được ý tốt của ông lão, không dám lãng phí thời gian, vội vàng ngồi xếp bằng ngồi trong nham tương tập trung tu luyện. Ông lão đứng trên không trung nhìn xem thay đổi của Đường Tuấn, sắc mặt ông ấy có chút thay đổi, lẩm bẩm nói, xem ra trên trái đất có một tên nhóc giỏi đấy. Trong khi Đường Tuấn và Ly Thanh Trần tu luyện, các hoàng tử khác đều đã rời khỏi bí cảnh. Gương cổ vẫn xám xịt, không thể nhìn rõ cảnh tượng trong bí cảnh. Nhưng từ trong miệng các hoàng tử, thần đế đã biết chuyện xảy ra sau đó ông ta ngồi trên ghế cao, nhìn ly thanh kiếm đang quỳ, vẻ mặt lạnh như đao kiếm, thanh kiếm, ta đã cho con rất nhiều sủng ái đặc biệt, con hồi báo ta như vậy sao? Sắc mặt lý thanh kiếm trắng bệt, thân thể không ngừng phát run. Chỉ trong một hai ngày, tu vi của anh ta đã giảm xuống rất nhiều, hiện tại cũng chỉ đang ở giai đoạn giữa cảnh giới hóa thần mà thôi. Loại tu vi này chỉ có thể xếp vào hàng cuối cùng trong rất nhiều hoàng tử. Cha, xin tha mạng cho con ly thanh kiếm cầu xin lòng thương xót. Tha mạng. Thần đế cười nhạt nói, thanh trần suýt chết, con có bao giờ nghĩ đến việc tha mạng cho nó không? Con đã hứa với ta như thế nào hả? Đến động phong Nha tính tâm 300 năm đi. Ly thanh kiếm nghe thấy ba chữ, động phong nha, đôi mắt của anh ta đột nhiên trở nên kinh hoàng và sợ hãi. Các hoàng tử khác nghe đến đó cũng đều im lặng. Động phong nha, là nơi được xem như vùng đất chết chóc ở vương triều Chu Tước. Ngay cả khi nhìn toàn bộ tinh vực chu tước, chỉ cần nghe đến ba chữ Động Phong Nha đều có thể làm cho người nghe biến sắc. Sau khi tiến vào Động Phong Nha, cho tới nay vẫn chưa có ai có thể sống sót trở ra ngoài, huống chi bây giờ Ly Thanh Kiếm chỉ có tu vi cảnh giới hóa thần, bị đầy đi Động Phong Nha như vậy, gần như tương đương với cái chết. Một tia sáng đột nhiên từ trong cung điện tỏa ra, sau khi ánh sáng tan biến, Ly Thanh Trần và Đường Tuấn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. 13 thần đế hưng phấn nói. Ly thanh trần của ngày hôm nay chính là một bảo bối quý giá trong mắt thần đế, dù sau đây cũng là thần thể chu tước, tương lai có thể sẽ đưa vương triều trở lại vị trí đỉnh cao. Ly thương, hiện tại hai tên quỷ nhỏ này giao cho cậu. Nếu có chuyện gì xảy ra với chúng, đừng trách ta không khách sáo. Giọng nói của cụ tổ chu tước vang lên trong đầu thần đế. Thần đế ly thương khẽ cao mày, thầm nghĩ thanh trần là vị vua tương lai, Cụ tổ quan tâm là chuyện bình thường. Nhưng người tên Dược Đường này chẳng qua là một bác sĩ của Thanh Trần, có bản lĩnh gì mà khiến cho cụ tổ phải chiếu cố anh ta đến vậy? Chẳng lẽ vì biểu hiện của anh ta trong bí cảnh, cụ tổ muốn bồi dưỡng anh ta sau này trở thành trợ thủ cho Thanh Trần sao? Nếu là như thế thì hoàn toàn có thể hiểu được. Biểu hiện của Đường Tuấn trong bí cảnh, đúng thật là có chút nằm ngoài dự liệu của ông ta, dùng cảnh giới hóa thần tương đương với cảnh giới hợp thế cho dù anh ta có thể chất đặc biệt thì chẳng qua cũng chỉ có vậy. Thần đế cho rằng mình đã nghĩ thông, cũng không bận tâm đến vấn đề này nữa. chương 2376, cái gì, anh 13 thắng. Mặc dù cụ tổ đích thân dặn dò, nhưng để một vị bác sĩ ở bên cạnh Thanh Trần cũng không dễ dàng như vậy. Tiếp theo để xem biểu hiện của anh ta như thế nào, nếu không thể làm ta hài lòng, cho dù cụ tổ có giao phó đi nữa, ta cũng sẽ để cho anh ta rời khỏi Thanh Trần trong lòng thần đế thầm nghĩ. Thần đế cầm lấy tay ly thanh trần, dơ lên cao, rồi la lớn trước mặt mọi người, quán quân trong cuộc thi đấu hoàng gia lần này thuộc về thanh trần, một tháng sau sẽ tổ chức nghi lễ nhậm chức tại hoàng thành. Đầu tiên trong điện im lặng, sau đó là một chàng pháo tay. Đối với thân phận thần thể chu tước của Ly Thanh Trần, hầu như tất cả các hoàng tử đều thua tâm phục khẩu phục. Về phần cậu cả Ly Thanh Quang, mặc dù không cam tâm, nhưng anh ta biết mình chẳng có tí hy vọng gì, cũng chỉ đành phải tuân theo mà thôi. Thông tin Ly Thanh Trần giành được quán quân trong cuộc thi giữa các hoàng tử được lan truyền nhanh chóng. Trong dinh thự của Ly Thanh Thu, khuôn mặt xinh xắn của Ly Thanh Thu đầy lo lắng, đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt. Cô ấy vì sợ nhìn thấy Ly Thanh Trần gặp chuyện không may, cho nên không có điện hiện trường cung điện để xem. Anh 13 sẽ không sao đâu. Anh 13, anh tuyệt đối đừng đối chọi với anh cả và anh bảy nhé, anh đánh không lại bọn họ đâu. Ly Thanh Thu nhìn về hướng cung điện, lẩm bẩm một mình. Trước đó cô ấy đã khuyên Ly Thanh Trần đừng tham gia, còn không thì để đường Tuấn thay thế, nhưng Ly Thanh Trần hoàn toàn không nghe. Nếu lần này anh 13 xảy ra chuyện gì, tôi nhất định không tha cho anh. Ly Thanh Thu hung dữ nói, trong đầu lại nghĩ đến vẻ mặt đáng ghét của đường Tuấn. Đúng lúc này, thẻ ngọc truyền tin mà cô ấy đang nắm chặt trong tay đột nhiên sáng lên. Cái gì, anh 13 thắng? Ly Thanh Thu sướng sờ, trong mắt hiện lên vẻ khó tin, thất thanh nói. Chẳng lẽ anh cả và anh 7 đều bị thiệt hại, anh 13 ở giữa được hơi. Ly Thanh Thu không khỏi nghĩ đến một khả năng. Nhưng mà, cô ấy còn chưa kịp nghĩ nhiều, thẻ ngọc lại sáng lên, trong đầu cô ấy hiện lên vô số hình ảnh. Thế này là thế nào? Tên kia không phải là bác sĩ à, sao có thể mạnh như vậy chứ? Ly Thanh Thu nhìn thấy hình ảnh Đường Tuấn đối kháng với Thái Hạo, lần nữa khiếp sợ nói. Đến khi cô ấy xem hết nội dung của thẻ ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ phấn khích, nói anh 13 vậy mà là thần thể Chu Tước, thực sự quá lợi hại đi. Cho dù không có dược đường, anh 13 vẫn có thể giành được quán quân. Ngay lập tức, cô ấy chạy về hướng cung điện, muốn gặp Ly Thanh Trần để chúc mừng tin tức này không chỉ lan truyền trong thành phố Chu Tước, mà còn lan ra đến tất cả các tỉnh thành khác trong vương triều Chu Tước với tốc độ chóng mặt. Trong phủ bạch phong của Quý Đồng, Quý Đồng cùng với công thành tú đang ngồi uống trà. Quý Đồng, không ngờ anh chỉ một lần mà đã vượt qua được bài kiểm tra bác sĩ cấp 6. Công thành tú nhấp một ngụm trà, ngưỡng mộ nói, y thuật của anh bây giờ cũng không kém gì tôi rồi. Trường 2377, số của cậu 13 đỏ thật chứ? Quý Đồng nói, cũng nhờ trao đổi kinh nghiệm với anh Công Thành đây, nếu không tôi đã không thể vượt qua bài kiểm tra chỉ trong một lần như vậy rồi. Vừa nói xong, giữa lông mày Quý Đồng có một chút vẻ tự hào. Chỉ cần một lần đã vượt qua được bài kiểm tra cấp 6, toàn bộ vương triều Chu Tước rất hiếm người có thể làm được điều này. Công Thành Tú nói, lần này anh thể hiện rất tốt, còn được Độc Cô cung mời đến, nói không chừng có lẽ sẽ có cơ hội trở thành trưởng lão của Độc Cô cung đấy dù cho dược đường có được sự ủng hộ của cậu 13, chỉ sợ cũng không có cách nào bắt anh đâu. Trên mặt quý đồng hiện rõ vẻ đắc ý. Độc cô cung chính là thánh địa dành cho các bác sĩ, có thể sáng ngang với vương triều chu tước to lớn. Quý đồng lắc đầu nói, muốn gia nhập độc cô cung không phải dễ, tôi chỉ có thể làm hết sức mình. Nhưng cho dù không gia nhập độc cô cung, tôi cũng không sợ chút nào một dược đường nhỏ bé kia đâu. Cuộc thi đấu giữa các hoàng tử hẳn là nên kết thúc rồi, người kế vị thần đế chắc là cậu 7 hoặc cậu cả thôi. Với năng lực của cậu 13, hoàn toàn không có hy vọng tranh giành vị trí đó đâu. Khi thần đế mới lên ngôi, sợ rằng cậu 13 phải bị giáng chức cũng nên. Công Thành Tú nói với niềm tin tưởng sâu sắc, lời này nói không sai. Cậu 13 quả thực không đủ mạnh để cạnh tranh với cậu 7 và cậu cả. Bỏ đi, chúng ta đừng nói về anh ta nữa. Thật mất hứng, quý đồng xua tay, giống như xua ruồi. Công Thành Tú mỉm cười, cũng không muốn nói thêm nữa. Đúng lúc này, thẻ ngọc truyền tin của hai người đồng thời sáng lên. Quý Đồng cầm thẻ ngọc lên, cười nói, chắc là tin tức về cuộc thi của các hoàng tử. Sau đó, cả hai đồng thời giật mình. Một lát sau, nụ cười của Công Thành Tú đột nhiên trở nên cứng lại, thậm chí anh ta còn nhìn Quý Đồng với ánh mắt có chút dữ tợn, trầm giọng nói: "Quý Đồng, anh dám hại tôi?" Tin tức trong thẻ ngọc rất đơn giản, Hoàng tử thứ 13 Ly Thanh Trần đã giành được vị trí quán quân trong cuộc thi giữa các hoàng tử, một tháng sau nhậm chức. Công Thành Tú cảm thấy hối hận trong lòng, nếu biết trước Ly Thanh Trần sẽ giành được quán quân trong cuộc thi giữa các hoàng tử, anh ta cần gì mạo hiểm với Quý Đồng. Phải biết rằng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Ly Thanh Trần sẽ là thần đế nhiệm kỳ tiếp theo, nếu anh ta vẫn đi theo Ly Thanh Trần, cho dù là vinh danh dự hiện tại hay là triển vọng tương lai của anh ta, đều sẽ vô cùng rực rỡ mà bây giờ, toàn bộ đã bị quý đồng phá hủy. Đừng nói là công thành tú, ngay cả bản thân quý đồng còn cảm thấy mù mờ. Ly Thanh Trần là người yếu nhất trong đám hoàng tử, lại không được thần đế yêu thương sao có thể giành được ngôi vị quán quân. Chẳng lẽ cậu 13 lại gặp may mắn như vậy, nhặt được của hời trở thành vua? Nếu đúng như thế, thần đế chắc hẳn là tức chết mất. Trong lòng quý đồng không khỏi có một giả thiết táo bạo. Công thành tú cũng nghĩ đến khả năng này, sau khi mắng quý đồng, anh ta tức giận nói, số của cậu 13 đỏ thật chứ? Thân phận của cả hai có giới hạn, nên họ hoàn toàn không biết sự thật. Nếu họ biết, có lẽ sẽ không nghĩ như vậy. Chương 2378 sợ rằng không dễ dàng như vậy. Công Thành Tú suy nghĩ một chút rồi nói, anh chỉ có thể dựa vào Độc Cô cung mà thôi. Chỉ cần lần này anh có thể trở thành trưởng lão sảnh ngoài của của Độc Cô cung, thân phận của anh tự nhiên sẽ khác. Cho dù Ly Thanh Trần muốn đối phó anh, sợ rằng cũng phải cân nhắc một phen. Các thành viên của Độc Cô cung được chia thành đệ tử bình thường, đệ tử chân truyền, trưởng lão sảnh ngoài và sảnh trong, cấp bậc đều là nghiêm trang. Ngay cả những trưởng lão của sảnh ngoài cũng phải là bác sĩ học lực đạt cấp 6. Về phần các trưởng lão của sảnh trong, tuy rằng phần lớn đều là bác sĩ cấp 6, nhưng đều có thực lực phi thường, thậm chí có một số trưởng lão sảnh trong cũng đã đạt tới cấp 7. Quý đồng tự cho rằng tài năng của mình rất xuất sắc trong phủ Bạch Phong, nhưng để trở thành trưởng lão của sảnh ngoài Độc Cô cung, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Quý đồng gật đầu nói, đúng vậy, chỉ cần trở thành trưởng lão của sảnh ngoài Độc Cô cung, bọn họ không dễ dàng đối phó với tôi. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta mau chóng đến Độc Cô cung ngay thôi. Nói xong, cả hai lập tức lên đường. Thành phố Chu Tước, trong dinh thự của hoàng tử thứ 13 Ly Thanh Trần và Đường Tuấn đứng trong sân. Sau khi tu luyện trong bí cảnh, khí tức của Ly Thanh Trần càng ngày càng sâu, tuy rằng vẫn đang ở giai đoạn đầu của cảnh giới hợp thể, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến giai đoạn giữa của cảnh giới hợp thể. Ly Thanh Trần trong quá trình kích hoạt pháp lực, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chim hót từ trong cơ thể của mình. Dòng máu chu tước của anh ta lại đậm đà hơn một chút. Thực lực của Đường Tuấn cũng tăng lên vùn vụt, anh có thể cảm nhận rõ ràng ngưỡng cửa của cảnh giới hợp thể. Với thực lực hiện tại, dù đối mặt với loại cảnh giới hợp thể như Thái Hạo, anh cũng có thể thắng được mấy trận nữa. Anh Dược, Phủ Bạch Phong vừa mới truyền tin tới, nói Quý Đồng và Công Thành Tú đã đến độc cô cung. Quý Đồng chỉ một lần đã đậu bác sĩ cấp 6, phía độc cô cung có ý định mời anh ta làm trưởng lão sảnh ngoài của độc cô cung, có điều anh ta cần phải trải qua một loạt kiểm tra đánh giá. Ly Thanh Trần trầm giọng nói, có cần tôi nói một tiếng với bên độc cô cung không? Bây giờ quý đồng vẫn chưa trở thành trưởng lão sảnh ngoài của độc cô cung, tôi mở miệng nói chắc chắn được. Một khi anh ta trở thành trưởng lão của sảnh ngoài, muốn đối phó anh ta thì hơi khó khăn. Đường Tuấn khẽ cao mày, hiển nhiên không ngờ mọi chuyện lại trở nên khó giải quyết như vậy. Một khi đã dính vào thánh địa, ngay cả thần đế cũng rất khó xử lý. Bây giờ Ly Thanh Trần vừa mới thắng trong cuộc thi hoàng gia, điều cần thiết là thu phục lòng người, nếu như làm vậy, sợ rằng khiến cho dân chúng dị nghị. Ngay lúc đường Tuấn có chút khó xử, từ trong dinh thự đã có người hầu tới báo cáo, cậu dược, cô mộ thanh muốn gặp cậu. Ly Thanh Trần nghe xong lập tức nở một nụ cười cả giỡn đối với đường Tuấn, vỗ vai anh nói, anh dược, cô mộ thanh lạnh lùng, kiêu ngạo, rất ít khi giao du với đàn ông, không ngờ lại chủ động đến gặp anh nha. Anh ta nháy mắt một cái với đường Tuấn, nói anh dược, tôi nghĩ cô mộ thanh có hứng thú với anh đấy, sao anh không bắt lấy cô ấy đi? Như thế, sau này anh sẽ nắm giữ độc cô cung, còn tôi thì kiểm soát phương triều Chu Tước, hai anh em chúng ta sẽ thống trị thiên hạ, tạo ra sự nghiệp vĩ đại, thấy sao hả? Cút đi, Đường Tuấn liếc mắt nhìn Ly Thanh Trần. Sau khi chiến thắng trong cuộc thi giữa các hoàng tử, tính cách của Ly Thanh Trần đã thay đổi rất nhiều, trở nên vui vẻ hơn trước. Anh cũng đã quen với dáng vẻ như vậy của Ly Thanh Trần. Người hầu ở bên cạnh dùng mình, Ly Thanh Trần là một vị thần đế tương lai chỉ là một bác sĩ vậy mà dám bảo cậu ấy cút ra ngoài. Ly Thanh Trần không hề khó chịu, vỗ nhẹ vào mông anh một cái rồi nói, "Tôi lượn đây, để cho anh và cô Mộ Thanh một cơ hội ở riêng với nhau." Chương 2379, cô Mộ Thanh. Anh ta còn căn dặn người hầu của mình, "Mọi người không được phép lại gần đây, dù cô Mộ Thanh có gọi rách cổ cũng không được vào." Ai dám làm hư việc tốt của cậu dược, đừng trách ta đây không khách khí. Người hầu vội vàng gật đầu. Trước khi Ly Thanh Trần chuẩn bị rời khỏi sân, anh ta còn lại quay đầu lại, đặt tay lên ngực, nặng nề siết chặt rồi nói, anh dược, cố gắng lên nhé. Ly Thanh Trần sau khi nói xong, thì cùng với đám người hầu rời đi. Đường Tuấn không khỏi cảm thấy cạn lời với Ly Thanh Trần. Nhưng mà, anh cũng không thấy chán ghét Ly Thanh Trần như vậy, anh còn lo lắng Ly Thanh Trần sau khi thắng cuộc thi lớn sẽ trở nên kiêu ngạo, hiện tại xem ra cũng không tệ không lâu sau khi đám người ly thanh trần đi khỏi mộ thanh mặc một cái áo choàng màu xanh lá cây bước vào sân cô vẫn che van mỏng dáng người mảnh mai nhẹ nhàng lướt qua tựa như tiên nữ trong tranh anh dược mộ thanh đi tới gần đường tuấn nhẹ giọng nói ánh mắt cô đảo quanh tựa như một hồ nước đường tuấn nói cô mộ thanh mộ thanh nói anh dược tôi sắp phải rời khỏi thành phố chu tước giọng nói của cô ấy hơi dừng lại cô ấy nhìn đường Tuấn không rời mắt, giống như muốn bắt lấy thứ gì đó. Khi nhìn thấy ánh mắt của đường Tuấn thay đổi, mộ thanh tiếp tục kế tiếp độc cô cung của chúng tôi sẽ chuẩn bị mở một cuộc họp các trưởng lão. Chúng tôi sẽ mời một số bác sĩ tài năng gia nhập độc cô cung, trở thành trưởng lão sảnh ngoài của độc cô cung. Y thuật của anh dược đây rất xuất sắc, mộ thanh xấu hổ, không biết anh có ý định trở thành trưởng lão sảnh trong độc cô cung của tôi không? Trong lòng của đường Tuấn khẽ run lên, lập tức nghi ngờ nói, tôi nhớ rõ độc cô cung sẽ chỉ tuyển người ngoài làm trưởng lão sảnh ngoài. Muốn trở thành trưởng lão của sảnh trong thì cần phải đóng góp không nhỏ cho độc cô cung mới được. Các trưởng lão của sảnh trong đã là lãnh đạo cấp cao của độc cô cung, thông thường đều là do trưởng lão sảnh ngoài được thăng cấp lên. Chưa từng có người nào khi gia nhập đã được tuyển thẳng vào làm trưởng lão ở sảnh trong. Mộ thanh lắc đầu nói, đối với người khác là vậy, nhưng anh dược không giống với họ, Cô ấy có vẻ sợ Đường Tuấn hiểu lầm, nói thêm, y thuật của anh dược không thua gì bác sĩ cấp 7, cũng đã đủ tư cách làm trưởng lão của sảnh trong rồi. Chỉ có điều, bởi vì đây là một trường hợp đặc biệt, cho nên anh dược cần phải vượt qua được một ít kiểm tra đánh giá. Cô ấy nói xong thì nhìn Đường Tuấn, không khỏi căng thẳng. Đường Tuấn suy tư một chút rồi hỏi, nếu trở thành trưởng lão của sảnh trong thì tôi có được quyền khống chế trưởng lão của sảnh ngoài không? Mộ Thanh gật đầu nói, đó là đương nhiên. Đường Tuấn đột nhiên cười nói, vậy được, tôi cùng cô Mộ Thanh đi độc cô cung. Mộ Thanh nghe xong, trong mắt hiện lên ý cười. Đường Tuấn nói cho Ly Thanh Trần nghe về việc anh cùng Mộ Thanh chuẩn bị đi đến Độc Cô cung. Chương 2380, chào thánh nữ. Anh nhanh chóng đổi chủ đề, đưa cho Ly Thanh Trần một đơn thuốc và yêu cầu Ly Thanh Trần sử dụng các loại thảo mộc trong toa để hỗ trợ cho việc tu luyện tiếp theo của mình. Sau khi được trải qua thử thách trong bí cảnh, thần thể chu tước của Ly Thanh Trần đã được kích hoạt trở lại rất nhiều, khoảng một phần mười của thần thể chu tước hoàn chỉnh. Nhưng Đường Tuấn không còn chưa hài lòng, anh muốn tiếp tục tăng lên để xem có thể khiến cho thần thể chu tước đạt tới 100% hay không. Có điều, với trình độ y thuật hiện tại của anh thì có chút khó khăn. Cho nên lần này tới độc cô cung, anh cũng muốn nhân cơ hội xem chi tiết về thánh địa bác sĩ này. Ly Thanh Trần cũng gạt đi những suy nghĩ trêu chọc của mình, nói một cách nghiêm túc, hoàn thiện thần thể tuy quan trọng, nhưng sự an toàn của anh Dược đây vẫn quan trọng hơn. Mặc dù độc cô cùng cùng với Vương Triều Chu Tước chúng tôi có quan hệ thân thiết, nhưng có một số người không tránh khỏi có ý kiến khác, anh Dược nhất định phải cẩn thận. Anh ta thấp giọng nói, tôi nghe cha nói đại hội vạn tiên sắp diễn ra, hai tổ chức thần đình và diệt thần cũng bắt đầu hành động. Trong lòng đường Tuấn khẽ run lên. Tinh vực Chu Tước ngoại trừ vương triều chu tước và tứ đại thánh địa thần đình và diệt thần là hai thế lực mạnh nhất ở một khía cạnh nào đó thần đình và diệt thần là hai lực lượng hùng mạnh nhất trong tinh vực chu tước bởi vì căn cứ địa của hai tổ chức này đều nằm trong tinh vực kỳ lân hơn nữa đều có tôn giả cấp cao thủ trấn thủ những tin tức này đường tuấn biết được đều là sau khi anh đến tinh vực chu tước tất nhiên nếu lần này anh dược có thể cưa đổ cô mộ thanh đến lúc đó chúng ta xong kiếm hợp bích Thiên hạ to lớn này còn sợ gì nữa?" Ly Thanh Trần cười nói. Đường Tuấn không khỏi cạn lời, anh chàng này thực sự không nghiêm chỉnh được lâu. Ngày hôm sau, Đường Tuấn và Mộ Thanh đi Độc Cô Cung. Độc Cô Cung cách Vương Triều Chu Tước hàng chục triệu cây em, cho dù đi thuyền bay cũng phải mất hơn nửa tháng. May mắn là giữa Vương Triều Chu Tước và Độc Cô Cung có một trận pháp dịch chuyển, cho nên đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trong một thị trấn nhỏ một vòng trận pháp khổng lồ đột nhiên sáng lên. Ánh sáng tan đi, trong đội hình có hai người đứng. Đường Tuấn nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút kinh ngạc. Trên bầu trời cao trước mặt anh, một tòa cung điện hình dáng hòn đảo lơ lửng trên không trung. Từ trên đảo rủ xuống từng giải điềm lành cùng ánh sáng cầu vồng, tươi sáng rực rỡ, thậm chí còn có thác nước từ trên đảo đổ xuống, vỡ thành vô số hơi nước trên mặt đất, trông như một cõi thần tiên. Mộ thanh cười nói, anh dược, nơi đó là chính điện của độc cô cung, chỉ có các trưởng lão sảnh ngoài, các trưởng lão sảnh trong và cung chủ mới đủ tư cách đi lên. Độc cô cung là một cung điện kiểu cơ quan hiếm có trên không trung, có hơn 9.000 trận pháp, giờ nào phút nào cũng luôn hoạt động. Phạm vi mà nó bao phủ chính là giới hạn của độc cô cung chúng tôi, khoảng chừng 500.000 cây em. Cuộc sống hàng ngày và tu luyện của các đệ tử khác đều nằm trong phạm vi này. Đường Tuấn lúc này mới chú ý tới, lấy hòn đảo là trung tâm, nằm giải rác xung quanh là rất nhiều thị trấn lớn nhỏ khác nhau. Đồng thời, trong lòng đường tuấn căng thẳng, vương khí là pháp bảo mà tu sĩ cảnh giới hợp thể sử dụng, mà thiên khí còn là công cụ chỉ có cảnh giới động hư mới kích hoạt được. Hòn đảo cung điện trước mặt này, vậy mà là một thiên khí. Lúc hai người nói chuyện, mười mấy người vây quanh bọn họ. Cầm đầu là một thanh niên vẻ mặt lạnh lùng, tu luyện đã đạt tới giai đoạn cuối cảnh giới hóa thần audio điện tử võ tấn bền hết chương 2380